Thưa quý anh chị tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 thân mến, cuộc sống của anh chị chắc chắn sẽ có thành tựu, nhưng thành tựu này không dễ dàng. Thực tế trước năm 2023, bản mệnh này thông thuận dễ thở và nhiều cơ hội lớn. Tiếc rằng ở thời điểm đó, mệnh này chưa đủ trí tuệ, chưa đủ đức độ lẫn tài năng, nhận thức. Để tận dụng thời cơ, từ 2023, Đinh Tỵ đã tài giỏi hơn, thông thái hơn, thì thời thế lại đi xuống. 2023 sự khó của Đinh Tỵ đã lên đến đỉnh điểm và chạm nóc. Tuy nhiên, trong cuộc sống có rất nhiều cách để cãi vận hay mệnh mà Đinh Tỵ không biết. Có những thứ đơn giản mà lại mang cực kỳ nhiều may mắn. Nếu Đinh Tỵ làm được 3 điều này, Phật độ ngàn lập tức, tiền bạc cứ ùn ùn kéo đến. Thưa anh chị Đinh Tỵ thân mến, thời gian tuổi Đinh Tỵ sẽ không còn đơn giản là Đinh Tỵ nữa. Nó giống cái niệm đổi hồn vậy, dĩ nhiên không có nghĩa là Đinh Tỵ bị chiếm xác hay thay đổi linh hồn của bản thân. Năm 2023 sẽ có vô vàn chuyện xảy ra, thậm chí mọi thứ đã được bắt đầu từ 2022 rồi. Nó sẽ khiến Đinh Tỵ vỡ òa ra, nhìn lại về bản thân, nhìn lại về bản tâm. Thất vọng vô cùng về nhân tính, đó là một năm của Đinh Tỵ, nhận ra toàn bộ những tình yêu, những tâm tư tình cảm, những thân thương mà mình trao đi. Sẽ chỉ là những tín hiệu tích cực, cười vào hư vô, không có phản hồi. Trải qua toàn bộ những suy tư này, chính là chất dinh dưỡng khiến tâm hồn của Đinh Tỵ thay đổi, thay tính. Sau đây là tin nhắn ngắn ngủi cho Đinh Tỵ muốn được Phật độ, nhất định anh chị phải nghe được dòng tâm tư này nếu anh chị muốn tương lai của anh chị thay đổi. Vậy anh chị phải thay đổi hiện tại, vì tương lai và hiện tại như hai đầu của một sợi dây, một đầu rung lên thì đầu còn lại mới có sự chuyển động. Hiện tại gieo hạt táo thì cả dĩ sẽ có táo mà ăn, còn hiện tại gieo hạt rau thì dĩ nhiên chỉ có cơ hội mang rau về nhà. Gieo hạt ở đây không hẳn là đầu tư hay liều lĩnh hay chuyển đổi công việc. Gieo hạt hay thay đổi hiện tại, phần lớn là ở chỗ thay đổi nội tại trong con người của mình, bao gồm khả năng, bản lĩnh, trình độ, tài năng chuyên môn, tư duy và sức chịu đựng áp lực. Tất cả những thứ đó có thể được hiểu là những hạt giống vàng, gieo được nó ở hiện tại, tức có cơ hội đạt được sự rực rỡ, tựu thành ở tương lai. Ở đời thường ít ai coi trọng việc thay đổi bản thân, có lẽ cần phải hiểu có đôi người, tức rất ít có thể thành công nhờ may mắn, nhờ phước phần, còn đâu thì ai có được gì đạt được gì, thắng được gì, đều là do họ xứng đáng. Nếu người không trình độ mà ở chỗ cao, tuy có nhưng không nhiều, con người đã ở chỗ cao thực tế có điểm xuất sắc hơn người. Nhưng ngoài ra không phải ai xung quanh cũng nhận thức được, một số trường hợp ngộ được sớm, họ tự nâng cấp bản thân và tương lai của họ rực rỡ. Còn đâu, thường thì trời sẽ sắp xếp vận hạn để con người trưởng thành và lớn mau, vì ta học trong nỗi đau mau hơn học trong sự sung sướng. Đinh Tỵ thật ra đều đang trong cái đoạn bị đời ép phải thay đổi bản thân, như vậy làm được hay không là do anh chị cả, nhưng cứ hiểu, trời không bắt cá phải bay, cũng không ép chim phải bơi lội. Nên những vần xoay trong cuộc sống, tuy có khiến ta mệt mỏi nhọc nhằn, nhưng thực ra đều trong khả năng ta có thể chuyển hóa bản tâm, rồi sau đó tự thân giải quyết. Đinh Tỵ cần hết tháng 9 năm 2023 là có thể thu gặt thành quả về người, nhân gian vốn không có đường, đường ở dưới chân của mỗi người. Đi thế nào là cho bản thân anh chị lựa chọn, cũng như mệnh số vốn không cố định, vận mệnh hiện trong chỉ tay, tức hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay anh chị, thay đổi được hay không là do bản thân anh chị tự quyết định. Đừng quá uất ức hay hận trời, trách đời. Anh chị đi gần xong cái đoạn để chứng tỏ bản thân mình xứng đáng có được thành công rồi. Cố lên nhé, biết trước được tương lai, nghe được lời tiên tri của Phật cũng là một cách để tìm đến sự giàu sang phú quý. Dưới đây là luận giải chính xác trong thời gian tử, anh chị sẽ gặp chuyện gì may mắn và đại họa sẽ đến như thế nào. Anh chị nhất định phải tập trung lắng nghe nhé, anh chị hãy đăng ký kênh để có thêm một giây tỉnh táo nhé. Xem tử vi thấy rằng, cuộc đời Đinh Tỵ gặp nhiều khó khăn vất vả ở tiền vận, nhưng khi bắt đầu vào trung vận thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Mỗi khi gặp khó khăn, Đinh Tỵ may mắn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ, động viên của người thân, gia đình, bạn bè, bởi vậy họ sớm thành công và xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 79 tuổi đến 88 tuổi, những người ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, sống tốt đời, đẹp đạo, tích phúc tích đức thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Dưới đây là thông tin luận giải chi tiết tử vi từ nay tới Tết của người tuổi Đinh Tỵ trên 4 phương diện chính của cuộc sống, sự nghiệp, tài chính, tình cảm, sức khỏe. Đối với nam mạng, theo tử vi chọn đời, vận trình sự nghiệp của quý nam trong giai đoạn 3 tháng cuối năm 2023 tương đối may mắn. Công việc có nhiều chuyển biến tích cực, khả năng cao sẽ đạt được một số thành công nhất định, có ý nghĩa lớn trên hành trình công danh.
Tuy nhiên mệnh chủ năm này cần thật sự cẩn trọng với các quyết định đầu tư, hùn hạp làm ăn, dẫu rằng sự tương trợ từ những mối quan hệ xung quanh sẽ giúp ích rất nhiều cho quý ông trong năm nay. Song bản mệnh cần tránh quá chủ quan trước lời ngon tiếng ngọt của những người mình chưa thực sự tin tưởng. Phần lớn thành công của vận trình năm nay phụ thuộc vào tài năng của chính nam mạng. Nhìn chung, phương diện tài chính từ nay tới Tết khá ổn định. Nếu biết cách tích lũy, đầu tư cẩn trọng, thì năm này bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều đến việc chi tiêu. Lời khuyên cho mệnh chủ trong năm nay là nên ưu tiên các kế hoạch đầu tư dài hạn ít rủi ro. Gia đạo giai đoạn này sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bản mệnh. Trước những thử thách của cuộc sống, thời gian nghỉ ngơi và quay quần bên các thành viên sẽ giúp mệnh chủ nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Phương diện sức khỏe của quý nam có phần tươi sáng hơn rất nhiều. Từ nay tới Tết 2024, bản mệnh ít ốm đau bệnh vặt, tinh thần có lúc xuống nhưng rồi sẽ rất nhanh trở lại ổn định. Để khía cạnh thể chất lẫn tinh thần luôn được duy trì ở mức tốt nhất, mệnh chủ nên có cho mình kế hoạch ăn uống, ngủ nghỉ khoa học. Song song đó, cũng nên cân nhắc sử dụng thêm các loại thực phẩm chức năng tốt cho cơ thể. Nam mạng Đinh Tị 1977 không phạm thái tuế trong năm Quý Mão. Người tuổi Đinh Tị không phạm phải vận hạn tam tai trong năm 2023. Trong năm 2023, người nam 47 tuổi âm may mắn không phạm phải hạn kim lâu. Bản mệnh năm này vướng phải hạn hoang ốc, bản mệnh cần cố gắng kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân, tránh để những giây phút nóng giận nhất thời khiến mâu thuẫn vụn vặt nảy sinh. Năm 2023 chưa phải là thời điểm tốt nhất để quý nam triển khai xây dựng nhà cửa, tuy nhiên nếu đã có dự định từ trước thì bản mệnh vẫn có thể tiếp tục kế hoạch. Song, trước khi bắt tay vào thực hiện, mệnh chủ được khuyên nên nhờ đến sự giúp đỡ của các sư thầy cũng như các chuyên gia phong thủy để sớm có được một nơi an cư tốt cho vận trình tương lai. Đối với nữ mạng, theo tử vi chọn đời, vận trình công danh sự nghiệp của nữ mạng trong giai đoạn từ nay tới Tết tương đối ổn định nếu quý nữ biết cách vận dụng sự khôn khéo vốn có và luôn giữ được sự bình tĩnh trước mọi vấn đề thì có thể khía cạnh công việc sẽ tiến thêm được một bước xa hơn. Riêng với người đang hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thì cần phải bản lĩnh hơn nữa trên chiến trường, sự kiên định, nhạy bén và khả năng ra quyết định chuẩn chỉnh giúp bản mệnh sẽ thu về được nhiều khoản lợi nhuận lớn trong năm. Phương diện tài chính trong 3 tháng cuối năm 2023 của nữ mạng cũng khá dư giả, tuy nhiên để bảo toàn tối đa số tiền kiếm được, mệnh chủ cần ưu tiên tích lũy, cân nhắc kỹ lưỡng trước các lời mời hùn hạp làm ăn, tuyệt đối không đưa ra quyết định khi trí chưa thông, tâm chưa sáng. Đời sống gia đạo của quý nữ Đinh Tị trong giai đoạn cuối năm này chủ về bình yên và êm ấm. Với sự khéo léo và khả năng kết nối tuyệt vời, người nữ sinh năm 1977 rất giỏi giang trong việc gìn giữ hòa khí gia đình. Trong mọi khía cạnh của cuộc sống, bản mệnh tuổi Đinh Tị luôn muốn mọi thứ đều phải chu toàn, điều này vô hình khiến mệnh chủ rất dễ vướng phải những tâm tư sầu não không mong muốn. Những lúc ấy, quý nữ cần nhanh chóng tìm cách để giải tỏa, tránh để về lâu về dài khía cạnh thể chất bị ảnh hưởng. Những hoạt động vui chơi ngoài trời, các buổi trò chuyện ấm cúng, những giây phút thiền tịnh đơn giản cũng đủ để bản mệnh nhanh chóng cân bằng được cảm xúc. Ngoài ra, ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc cũng là cách giúp nữ mạng luôn có thể duy trì khía cạnh sức khỏe ở mức tốt nhất. Người nữ Đinh Tị 1977 không phạm thái tuế trong năm Quý Mão 2023, người nữ tuổi Đinh Tị chỉ phạm hạn tam tai vào các năm Tý, Sửu, Hợi. Điều đó có nghĩa trong năm Quý Mão 2023, bản mệnh may mắn không phạm phải đại kỵ tam tai. Nếu tính cả tuổi Mụ, năm 2023, nữ mạng sinh năm 1977 sẽ bước sang tuổi 47. Theo cách tính này, mệnh chủ không phạm kim lâu, bước sang năm 2023, nữ mạng 47 tuổi âm phạm phải hạn hoang ốc, quý nữ có thể cân nhắc triển khai xây dựng nhà cửa trong năm này để mọi sự được diễn ra một cách thuận lợi nhất. Bản mệnh nên lưu ý, chuẩn bị đồ cúng cho các nghi lễ thật tươm tất, đặc biệt khi tiến hành cúng bái, quý nữ phải thật sự thành tâm. Thưa quý anh chị tuổi Đinh Tị 1977 thân mến, sống tới từng này tuổi rồi, nhưng quý anh chị đã thật sự hiểu về tính cách hay bản tính thật sự sâu bên trong con người mình chưa? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu về đặc trưng tính cách của mình nhé! Người tuổi Tị có nghệ thuật tìm được chỗ đứng và thời điểm đúng lúc, đúng thầy, dựa vào linh cảm, tìm cách tiêu năng lượng tối thiểu nhưng lại đạt kết quả tối đa. Người tuổi Tị có tính biết tính toán sáng suốt kiên định, biết kìm mình và giấu giếm tình cảm thực của bản thân. Người tuổi Tị mê tiền tài, sự thanh lịch, sân khấu, âm nhạc và đồ quý hiếm.
là người có đầu óc thẩm mỹ nên đòi hỏi cuộc sống bao giờ cũng phải tuyệt vời nhất. Người tuổi Tỵ có nhiều đòi hỏi cao trong tình yêu nên rất thận trọng và tạo trước cho mình lối thoát an toàn. Tính cách người tuổi Đinh Tỵ 1977, mệnh sa trung thổ. Sa trung thổ là loại đất pha lẫn cát lai tạp nên những người tuổi Đinh Tỵ mệnh này mang một tính cách thiết thực thông nhất, thường tự mâu thuẫn với chính bản thân mình vì thực tế cát thô, đất mịn. Họ mâu thuẫn biểu hiện ở chỗ nhiều khi tính nết của họ không đồng nhất, có phần thất thường, có lúc họ rất tỉ mỉ và tinh tế nhạy cảm, thông minh, nhưng cũng có lúc sự tinh tế và nhạy cảm đó lại biến mất tiêu. Bản chất của mệnh thổ là điềm tĩnh, kiên định, khoan dung, niềm tin và khá bảo thủ, có lý tưởng sống của riêng mình. Có thể nói, tuổi Đinh Tỵ là người khá khép kín, cô độc, ít bạn bè. Những người mà được họ coi là bạn bè thì phải nói là cực kỳ thân và may mắn. Họ sống nghĩa khí và dốc lòng giúp đỡ bạn bè đúng nghĩa một cách hết sức có thể, là người có đầu óc sáng tạo. Tuổi Đinh Tỵ không đi theo lối cũ, luôn có những ý kiến, sáng kiến mới mẻ, nhưng đặc biệt là luôn tuân theo các nguyên tắc đề ra và kiên định theo nó đến cùng, mặc cho những suy nghĩ, ý kiến đóng góp từ những người xung quanh. Người tuổi Đinh Tỵ mệnh sa trung thổ bề ngoài cứng rắn, kiên quyết, nhưng nội tâm khá mềm mỏng, hiền lành, nhân hậu, có phần đa cảm, yếu đuối. Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy họ có những biểu hiện như cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, lên dây cót tinh thần, nhưng ở đằng sau đó thì lại khác. Tam hợp, nhị hợp, tuổi Đinh Tỵ 1977 là những tuổi nào? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu nhé! Tuổi Tỵ nằm trong nhóm tam hợp, Tỵ, Dậu, Sửu hay tam hợp kim cục. Đây là nhóm tuổi của những người tri thức. Họ là những người có trí tưởng tượng cực kỳ phong phú và đa số họ đều nghĩ đến những điều xa vời, đôi khi sẽ có chút điên rồ. Cá tính của họ mạnh mẽ, luôn có mục đích sống. Họ tự lập mục tiêu phấn đấu làm việc chăm chỉ đến cùng và chuyện họ sẽ bỏ cuộc giữa chừng là điều không thể xảy ra. Nhị hợp của tuổi Tỵ là tuổi Thân, vì hỏa của tuổi Tỵ sinh ra kim của tuổi Thân và ngược lại. Khi người tuổi Tỵ và tuổi Thân hợp tác làm ăn cùng nhau thì họ sẽ gặp được nhiều vận may, thuận tiện sinh lời, con đường tiền tài lan rộng. Nếu hai con giáp này nên duyên trăm năm với nhau thì của cải tích chữ sẽ nhiều vô số. Trong 3 tháng cuối năm 2023, tuổi Đinh Tỵ 1977 gồm có 1 tháng bình ổn, 2 tháng may mắn phát tài nhất là tháng cuối cùng của năm 2023. Tử vi tháng 10 năm 2023. Tử vi tháng 10 năm 2023 âm lịch cần nỗ lực nhiều hơn mới đạt được kết quả như ý. Trong tháng 10, người tuổi Đinh Tỵ đương đầu với cục diện tương xung thái tuế, nên vận khí giảm mạnh, gặp nhiều trở ngại, khó được yên ổn. Theo đó, bản mệnh cần nỗ lực gấp nhiều lần mới đạt được kết quả như ý muốn. Công việc liên tục xảy ra những trục trặc không tên, áp lực tinh thần cũng ngày một lớn, có những việc tưởng chừng sắp hoàn thành đến nơi, đến giai đoạn cuối cùng lại gặp trắc trở buộc phải dừng lại vì lý do khách quan nào đó. Nếu không giữ được sự bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề, vào lúc này bạn sẽ càng gây ra sai lầm nghiêm trọng hơn, khiến sự tín nhiệm của cấp trên vơi đi ít nhiều. Cạnh tranh cũng tăng lên, điềm báo tiểu nhân đeo bám khá rõ. Tuy nhiên, tín hiệu đáng mừng là nhờ nguyệt lệnh lâm đế vượng hỗ trợ, nên chỉ cần bạn kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng, sẽ gặt hái kết quả như ý. Tháng mới này, hung tinh hoành hành, tài lộc của tuổi Đinh Tỵ giảm sút khá nhanh, khó tránh khỏi tình trạng hao tài tốn của, tiền vào tay rồi lại đi, khó mà tích lũy được. Đầu tư tại thời điểm này không phải là quyết định khôn ngoan, cần lượng sức mà rút lui nếu đang có dự án dang dở. Vận trình tình cảm ngày càng rối ren, phức tạp hơn, người đến kẻ đi nhanh chóng, chưa kịp định hình đó là mối quan hệ gì thì mọi thứ đã rẽ sang hướng mới, vượt tầm kiểm soát của con giáp này. Có điểm báo chia ly, rạn nứt về tình cảm trong tháng, bạn nên có công tác chuẩn bị. Tinh thần áp lực và căng thẳng khiến sức khỏe của con giáp này đi xuống, những vấn đề về tâm lý gây ra những triệu chứng khó chịu như mất ngủ, ăn uống khó tiêu, bị đau dạ dày. Những người tuổi Đinh Tỵ nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, hãy tìm cách cân bằng được thời gian làm việc và nghỉ ngơi, có vẻ như vậy sức khỏe mới được đảm bảo. Tử vi tháng 11 năm 2023. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, thiếu nhiệt tình nhưng nhiều lộc nên tiền bạc rủng rỉnh. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, nguyệt lệnh bệnh nên con giáp tuổi Đinh Tỵ tháng mới có cảm giác thiếu tinh thần, sự nhiệt tình trong nhiều việc, nhiều lúc bạn lười tới mức không muốn nghĩ, không muốn chạm tay vào bất cứ việc gì cả, có nguyên nhân mang tới khó khăn cho công việc kinh doanh của tuổi Tỵ, chẳng hạn khách hàng khó tính, nhân viên bất mãn hay doanh số giảm sút, đó có thể là một phần nguyên nhân khiến bạn không muốn tiếp tục chăm chỉ nữa.
thậm chí xảy ra mâu thuẫn trong công việc, bạn cũng chẳng buồn tranh cãi hay có động thái gì rõ rệt. Có thể thấy, bạn cần chút thời gian để tìm lại sự cân bằng cho mình trước khi mình muốn làm bất cứ một việc gì trong giai đoạn này. May mắn là có tử vi trợ mệnh nên khía cạnh tài lộc của con giáp tuổi Đinh Tị tháng này cũng vẫn rực rỡ. Người ta cho rằng bạn lười mà vẫn có tiền là do gặp may, nhưng ít ai biết rằng trong quá khứ bạn đã vất vả, cực nhọc thế nào để có được vị trí hiện tại. Bên cạnh đó, lại có thực thần nâng đỡ nên bản mệnh được những người thân, bạn bè xung quanh mình động viên, rồi bạn sẽ sớm lấy lại được tinh thần, động lực để quay lại theo đuổi mục tiêu, đam mê của mình trong thời gian tới. Chỉ là bạn đang cần một quản nghỉ để cần thiết tái tạo lại năng lượng cho sức lao động mà thôi. Tử vi sự nghiệp. Xem tử vi tháng 11 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, mọi việc xảy ra như thế nào, bạn cũng không thực lòng quan tâm lắm. Sự nhàm chán là nguyên nhân chính khiến con giáp tuổi Đinh Tị thiếu động lực trong công việc tháng mới này. Bản mệnh có bệnh nên càng không thích hoạt động, không thích nơi đông người, chỉ muốn được ở một mình. Điều này xảy ra là hoàn toàn dễ hiểu. Bạn chẳng phải là cái máy để làm việc không ngừng. Thời gian trước bạn dùng quá nhiều tâm sức nên giờ đây có cảm giác cạn kiệt năng lượng mà thôi. Do đó bạn nhận ra tầm quan trọng của việc duy trì mức năng lượng vừa phải, trải dài các ngày trong tuần, không quên kết hợp việc có thời gian nghỉ ngơi, tránh bị làm việc quá sức và gây ra tình trạng chán nản như hiện tại. Hơn nữa, chỉ có bạn tự tìm ra tình yêu công việc cho mình mà thôi, không thể nhờ tới những động lực bên ngoài mãi được. Hãy nhớ tiếp cận chúng một cách lạc quan và dùng trực giác của mình để làm nên sự khác biệt. Một ý tưởng tuyệt vời sẽ đến và mang lại tác động rất lớn tới tinh thần của bạn. Tử vi tài lộc. DIEM sáng của tuổi Đinh Tị trong tháng này, đó là tình hình tài chính khởi sắc, thậm chí bạn nhận được thành quả tốt từ việc làm ăn, đầu tư trước đây, nhìn chung bản mệnh không gặp khó khăn về tiền bạc. Lục Bạch nhập cung chính Bắc, nhờ sự linh hoạt và nhạy bén của mình, mệnh chủ nhanh tay nắm bắt được cơ hội phát tài, đem lại cho bạn một khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Tuy nhiên, khi có tiền trong tay, đừng dùng nó để xoa chịu những tổn thương về tinh thần của mình, vì sau đó bạn vừa hết tiền, vừa cảm thấy buồn bực hơn mà thôi. Thực ra thành quả bạn đang nhận được là nhờ vào những nỗ lực trong quá khứ, bạn đã rất vất vả, không quản ngại khó khăn để xây dựng nền móng về tiền bạc, chăm chỉ kinh doanh để lúc này nó mang về trái ngọt cho bạn. Tử vi tình duyên. Ngũ hành xung khắc xuất hiện trong tháng này cũng là một trong những tác nhân khiến người tuổi Đinh Tị dễ nóng nảy với một nửa của mình hơn, thậm chí hay giận hờn khi thấy đối phương không đủ quan tâm tới mình. Thời gian này, bản mệnh dễ cảm thấy khó chịu vì những điều hết sức nhỏ nhặt. Thực ra điều này xuất phát từ cảm giác không tự tin, thiếu an toàn của bạn mà thôi, đời khi lỗi lầm không nằm ở người ấy. Ngoài ra bản mệnh cũng hãy gạt bỏ thói quen tranh cãi với người thân vì những chuyện không đáng sẽ càng làm cho mọi việc trở nên phức tạp hơn. Tử vi sức khỏe. Tử vi y tháng 11 năm 2023 âm lịch, nguyệt lệnh bệnh chủ về bệnh tật nên có thể thấy sức khỏe của tuổi Đinh Tị tháng này không được tốt, bạn cần phải dành thời gian để chăm sóc bản thân nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu có bệnh cũng không nặng lắm, dù vậy bạn cũng không nên chủ quan, nên tập trung chữa bệnh cho dứt điểm, không để tình trạng này kéo dài. Về mặt tướng mạo, sắc diện, da rẻ không hồng hào, bị xanh xao, đây là thời điểm tuyệt vời để bạn đi nghỉ, hoặc tranh thủ dành thời gian xả hơi một chút, nếu cần hãy đi spa, du lịch ngắn ngày để nạp lại năng lượng, tìm lại sự cân bằng. Tử vi tháng 12 năm 2023. Tử vi tuổi Đinh Tị tháng 12 năm 2023 âm lịch, người làm kẻ phá, tiền nhiều cũng hết. Tử vi sự nghiệp, tháng có đế vượng, cuối năm nay sự nghiệp của tuổi Đinh Tị nở hoa rực rỡ, con giáp này sẽ thấy mọi việc thuận lợi và suôn sẻ vô cùng. Tất nhiên áp lực là thứ không thể thiếu, chẳng có con đường nào tới thành công trải toàn hoa hồng. Song con giáp này dám chấp nhận thử thách để có được thứ mình muốn. Vận trình khởi sắc, bản mệnh được cấp trên đánh giá cao bởi năng lực của chính bản thân. Đôi khi bạn có những ý tưởng bốc đồng, song không thể phủ nhận tính sáng tạo của con giáp này. Tuổi Đinh Tị hãy cố gắng và nỗ lực thật nhiều để chớp lấy thời cơ thăng tiến trong tháng 12 này, đừng để công sức trong cả năm dài của mình phải đổ sông đổ bể. Tử vi tài lộc. Xem tử vi tài lộc tháng Chạp năm Quý Mão, tuổi Đinh Tị tài vận, đương vận, thu nhập khá dồi dào, chi tiêu thoải mái, không quá mức căng thẳng về tiền bạc. Công việc tiến triển tốt nên thu nhập của con giáp này cũng theo đó mà tăng lên, các khoản lương thưởng được điều chỉnh. Ngoài ra, bản mệnh có nguồn thu phụ, không nhiều nhưng đủ để trang trải một số chi phí. Có điều trong tháng có họa phá tài, kiếp tài hung thần, báo hiệu con giáp này phải chi tiêu khá nhiều tiền bạc,
không phải cho chi phí sinh hoạt mà cho những chuyện khá bất ngờ. Một số bạn nặng gánh về gia đình, có thể phải tiêu tốn tiền bạc vì người thân, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc này. Song tốt nhất bản mệnh phải có chính kiến, chớ nên để mình bị lợi dụng, còn có thể đẩy người thân vào con đường sai trái. Tử vi tình duyên. Xem tử vi hàng tháng, tử vi tuổi Đinh Tị tháng 12 năm 2023 âm lịch, tháng Tam hợp, mang về nhiều tin vui về đường tình duyên của con giáp này, bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ làm quen với người khác phái, trong tháng có nhiều dịp liên hoan, tất nhiên hãy chịu khó tham gia, biết đâu nhân duyên của bạn đang ở rất gần. Với người có đôi, có thể bạn và người ấy sẽ đón nhiều tin vui, nhất là tin vui về con cái. Nguyệt lệnh lâm đế vượng sẽ mang về may mắn cho các cặp vợ chồng đang chờ đón thiên thần nhỏ của mình. Tử vi sức khỏe. Bạch hổ hung tinh xuất hiện, đây là điềm báo về tai họa bất ngờ sẽ tới với tuổi Tỵ. Trong tháng cuối năm, bản mệnh không phải đối mặt với nguy cơ bệnh tật, song sức khỏe vẫn bị ảnh hưởng bởi hung tinh này. Hãy nhớ làm gì cũng phải giữ an toàn cho mình, hạn chế đi sớm về khuya một mình. Đã uống rượu bia, dùng chất kích thích thì tuyệt đối không tự mình lái xe để đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày nay, nhiều người thường nghĩ rằng sự phát triển chính là vươn cao, vươn xa, nhưng thật ra bản chất chính là hấp thụ mọi tinh hoa, rồi bồi về gốc rễ, ta bồi về cho nhân tâm ta bồi về cho gia tộc ta, cho dân tộc ta, vậy nên ta hòa hợp với người, ta hòa hợp với đại tự nhiên, ta hòa hợp với thiên địa quỷ thần. Những người tu luyện được giáo lý trên rồi đem nó giá hóa cho con cháu, ắt hẳn phước báu sẽ hiện tiền, đời sau bao đời con cháu hưng vượng. Vâng, vừa rồi Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, từ nay đến Tết âm lịch 2024. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý anh chị có cái nhìn tổng quan, xác định hướng đi đúng đắn và xây dựng được kế hoạch cho mình trong thời gian tới. Vận xấu nào cũng có thể tiêu tan, xui xẻo nào cũng có thể phòng tránh và may mắn nào cũng có thể nắm bắt. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.